Xin chào tất cả các bạn, mình đang ở Phantom Falls và cách Thunder Falls vừa mới khoảng tầm vài phút lái xe thôi. Và trên đoạn đường từ Haas đến Wanaka thì các bạn sẽ đi qua rất là nhiều cái đoạn đường có thác nước nhỏ nhỏ như thế này. Và vừa nãy thì có một cái thác nước rất là cao, đường đi rất là dễ, các bạn đi bộ chỉ khoảng tầm 2 phút là đến cái thác nước này thôi. Và cái thác nước Thunder Falls vừa nãy cũng đi bộ khoảng 2 phút là có thể đến được, thích hợp với tất cả các đối tượng các bạn nhé, người già trẻ con đều có thể đi bộ được đến đây. Và nếu các bạn đi bộ, nếu các bạn lái xe khoảng một thời gian nữa thì sẽ đến cái Blue Pool, là cái địa điểm mà năm ngoái mình đã đi rồi, đã giới thiệu với các bạn, vô cùng đẹp, là cái nơi mà có nước màu nước xanh. Ở đấy thì các bạn đi bộ vào thì nhớ phải xịt cái kem chống muỗi vào, không thì ở đây là West Coast. West Coast là cái khu rừng ấy, cho nên là ở đây rất là nhiều muỗi, các bạn nhớ là phải mua cái kem đấy để xịt vào. Mình đã có 2 lần đau thương rồi và lần này thì mình đã rút kinh nghiệm. Thời tiết ở Haas hay là đảo Nam nói chung ấy thì thay đổi rất là thất thường. Ngày hôm qua thì mình mặc váy nhiệt độ khoảng tầm 20 độ C, nhưng mà sáng nay chỉ còn 12 độ thôi. Khi mà mình đang nói chuyện với các bạn như thế này thì nhiệt độ khoảng tầm 13 độ C và trời thì bỗng dưng là hửng nắng. Mặc dù là dự báo thời tiết thì dự báo ngày hôm nay là có mưa các bạn ạ. May mắn thì đến đây vào lúc đang lúc hửng nắng một chút thì mình tiện thể tranh thủ quay cái cảnh đẹp này tới các bạn nhé. Hãy ngắm nhìn cái cảnh đẹp Thunder Falls và Water Falls với mình.